Khái niệm về thể thao hỗn hợp thì cùng một lúc nhiều bộ môn đã không còn quá xa lạ với nhiều người, nhưng kết hợp giữa hai, thậm chí là ba bộ môn vào với nhau để tạo ra một bộ môn thể thao mới thú vị hơn thì tôi nghĩ rằng đây là một khái niệm vẫn còn khá lạ lẫm, phải không chị Thúy Vi? Vâng, thực tế thì trên thế giới rất nhiều bộ môn kết hợp như vậy đã được ra đời và đều thu hút được sự chú ý của những người yêu thể thao. Thậm chí người ta cùng tổ chức cả những giải đấu riêng mang tầm cỡ quốc tế dành cho những bộ môn thể thao độc đáo như vậy. Và trong chuyên mục Sống ở Hà Nội ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá về một bộ môn như vậy ngay tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại như quý vị đã thấy thì tôi đang ngồi cạnh rất là nhiều những trái bóng bia. Tuy nhiên thì những trái bóng bia này có cái kích thước khá là đặc biệt, lớn hơn rất nhiều so với những trái bia bình thường. Nhiều người sẽ nghĩ rằng để chơi những quả bóng bia như thế này thì cần một chiếc gậy với kích thước vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên thì ở đây chúng tôi lại chơi bia bằng một cách hoàn toàn khác. Có nguồn gốc từ nước Pháp, dù mới du nhập về Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng snookball hay còn gọi là bia bằng chân đã thực sự thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ. Với quy luật chơi giống y hệt bia truyền thống, nhưng kỹ thuật chơi thì lại là của môn thể thao vua, bóng đá. Snookball đem lại cho người chơi những trải nghiệm vận động vừa quen thuộc nhưng cũng không kém phần mới mẻ, kịch tính. Nó không tốn quá nhiều sức để chạy khắp sân cỏ và để sút bóng, nó chỉ dùng đến kỹ thuật để đá trong một cái khoảng như thế này. Bản thân em khi chơi bộ môn này thì em ấn tượng nhất là khi chia đội, em chọn đội các bạn với nhau xong rồi khi chơi sẽ tăng tính đoàn kết đồng đội với nhau hơn. Em thích môn bóng này vì tốt cho sức khỏe và vui. Khởi xướng và tiên phong cho ý tưởng đưa snookball về Việt Nam đó chính là anh Lê Văn Thăng, một người đang sinh sống tại Hà Nội và có niềm đam mê đặc biệt dành cho thể thao, nhất là những bộ môn chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Trước mắt, dự án snookball của anh Thăng mới được triển khai tại một số trường mầm non hoặc trung tâm cứu trợ trẻ em như làng trẻ SOS để tạo cho các em thêm những sân chơi mới bổ ích, lý thú hơn. Bia thì phải cái độ tuổi nó phải lớn thì người ta mới đủ để người ta cầm cơ, cầm gậy để người ta chơi. Đấy, còn nhưng mà đối với bộ môn này thì trẻ con có thể chơi được, người lớn có thể chơi được và bất kể ai cũng có thể chơi được. Nó ưu điểm thế và nó vận động toàn cơ thể. Hiện tại ở Việt Nam, snookball vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện trên hành trình gia nhập vào hệ thống tiêu chuẩn của thể thao quốc tế. Dù không mang bất kỳ nguyên tắc nào, nhưng snookball cũng có những yêu cầu riêng về chất lượng bóng cũng như bề mặt cùng diện tích sân chơi. Vừa được vận động, vừa được rèn luyện khả năng quan sát mà không sợ phải gặp nhiều rủi ro về chấn thương như bóng đá. Hy vọng trong thời gian tới, snookball sẽ là một gợi ý mới dành cho những ai yêu thích thể thao với trái bóng tròn tại Hà Nội. Mụn là nỗi ám ảnh, là kẻ thù luôn.